Xin chào mọi người. Nay thì Va Shop giới thiệu cho mọi người đu bông dọc chéo hoa văn vàng đen rất là đẹp. Đu bông này được sử dụng công nghệ sơn mài. Đấy, công nghệ sơn mài đặc thù cực kỳ đẹp luôn ạ. Rất là đẹp ạ. Hoa văn cực kỳ đẹp luôn. Sản phẩm có đầy đủ hộp full book mọi người nhé. Các bác nào thích thì có thể comment số điện thoại hoặc inbox cho em sẽ gọi lại tư vấn chi tiết ạ.